Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trời thương Phật độ, vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền tỷ về tay. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thân mến, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho Ất Sửu được vàng bạc, tài lộc, giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 11 âm lịch năm 2024 để giúp Ất Sửu cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong tháng 11 âm lịch năm 2024 nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Xét tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tháng 11 âm lịch hay tháng Bính Tý trong hệ thống Can Chi mang trong mình những sắc thái độc đáo của tự nhiên và văn hóa, vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng nhưng lại hứa hẹn một sự hồi sinh mạnh mẽ. Đây là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong dòng tuần hoàn của trời đất, nơi tiết trời khép lại những ngày cuối cùng của năm cũ, đồng thời mở ra cánh cửa cho một chu kỳ mới đầy hy vọng. Với tiết khí đại tuyết và đông chí, tháng Bính Tý là biểu tượng của sự giao thoa giữa âm khí cực thịnh và dương khí vừa chớm nở. Tiết đại tuyết, như tên gọi, là thời điểm mà băng giá và tuyết trắng bao phủ khắp các vùng đất lạnh, là dấu hiệu thiên nhiên đạt đến đỉnh cao của sự tĩnh lặng, ẩn mình. Sau đó, đông chí xuất hiện, đánh dấu ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm, nơi dương khí nguồn sinh khí của vạn vật bắt đầu hồi sinh từ sâu thẳm trong lòng đất trời. Theo kinh dịch, tháng Bính Tý ứng với quẻ Phục, một quẻ mang ý nghĩa sâu sắc về sự tái sinh và khởi đầu. Trong quẻ Phục, hình ảnh một hào dương duy nhất xuất hiện bên dưới năm hào âm cho thấy dương khí tuy nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng, sẵn sàng vượt qua bóng tối âm u để bừng sáng. Đây là biểu tượng của niềm tin vào tương lai, rằng dù hiện tại có lạnh giá, tĩnh lặng đến đâu, sự sống vẫn âm thầm nảy mầm, chuẩn bị cho những ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống. Thời tiết tháng này không chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà còn gắn bó chặt chẽ với đời sống con người. Tháng Bính Tý thường được xem là thời điểm lạnh nhất trong năm, khi áp suất khí quyển thay đổi đột ngột, gió mùa đông bắc thổi mạnh, khiến thiên nhiên rơi vào trạng thái ngủ đông. Động vật trú ẩn trong tổ, cây cối rụng lá và thu mình lại để bảo tồn năng lượng. Con người, trong vòng tay của gia đình và cộng đồng, dành thời gian tích trữ lương thực, sửa sang nhà cửa và chuẩn bị chống rét. Đây là giai đoạn lặng lẽ nhưng sâu sắc, nơi mỗi người học cách lắng nghe nhịp đập của thiên nhiên và tích lũy sức mạnh cho những đổi thay phía trước. Không chỉ có ý nghĩa thời tiết, tháng Bính Tý còn mang đến những bài học triết lý sâu sắc về dòng tuần hoàn của cuộc sống. Giữa cái lạnh cắt da và bóng tối âm u, dương khí dần sinh ra, nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Đây chính là bài học về sự kiên nhẫn, về niềm tin rằng sau mỗi mùa đông sẽ là mùa xuân, sau mỗi thử thách sẽ là những cơ hội mới. Tháng Bính Tý nhắc nhở chúng ta rằng mọi khó khăn đều là bước đệm cho sự khởi đầu, và trong mỗi kết thúc luôn tiềm ẩn một mầm sống đầy hy vọng. Hãy nhìn tháng 11 âm lịch không chỉ như một thời khắc của năm, mà như một hành trình của sự chuyển hóa từ lạnh giá đến ấm áp,
từ tĩnh lặng đến sôi động, từ âm sang dương, từ bóng tối đến ánh sáng. Mùa đông không chỉ là thời điểm của cái rét mà còn là khởi nguồn của sự sống, nơi những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi để bừng nở, như những mầm cây nhỏ bé vươn mình dưới lớp đất phủ tuyết trắng. Thời điểm tháng 11 năm 2024, vận trình của người tuổi Ất Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. Tháng 11 năm Ất Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Âm che chở, lại thêm các thần ấn quang nâng đỡ, Ất Sửu dần thoát khỏi những tác động xấu trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động, công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách, Ất Sửu trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Tiến trình công việc vốn đang thuận lợi, có thể gặp trở ngại, cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn. Đừng quên thành công không phải một sớm một chiều. Chỉ cần duy trì sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì, cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, Ất Sửu mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra, Ất Sửu cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở và tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển. Thu nhập có dấu hiệu tăng lên nhưng vẫn cần chú ý đến tiêu dùng tài chính. Tháng 11 năm nay vận trình tiềm ẩn nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ. Ất Sửu cần hành động thận trọng và linh hoạt với tình hình để bảo vệ thành quả của mình. Tháng 11 năm 2024, tuổi Ất Sửu nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình. Đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ bạn bè xã giao, kể cả công việc, để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đến trong cuối năm nay. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 11 năm 2024. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu. Trong tháng này, người tuổi Quý Sửu có thể đón nhận những cơ hội tích cực trong sự nghiệp, mở ra những triển vọng mới đầy hứa hẹn. Với sự tác động của cục diện Tý Sửu nhị hợp, công việc của bạn sẽ có nhiều chuyển biến thuận lợi. Dù có những thử thách và khó khăn, nhưng đây lại là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, thể hiện tài năng và sự tận tâm trong công việc. Các nhiệm vụ quan trọng sẽ được giao cho bạn, có thể là những công việc yêu cầu khả năng lãnh đạo và sự sáng tạo cao. Tuy có phần vất vả, nhưng khi vượt qua được thử thách, bạn sẽ cảm thấy tự hào vì mình đã vượt qua được những giới hạn của bản thân và đạt được những thành công đáng nhớ. Tuy nhiên, để không bị choáng ngợp trước khối lượng công việc, bạn cần có một kế hoạch làm việc thật rõ ràng và khoa học. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và phân bổ thời gian hợp lý là chìa khóa để bạn giữ được sự bình tĩnh và hiệu quả trong công việc. Nếu không có sự chuẩn bị tốt, bạn rất dễ rơi vào tình trạng bối rối, không biết bắt đầu từ đâu và xử lý như thế nào. Hãy luôn nhớ rằng, làm việc có kế hoạch sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt được các cơ hội và giảm bớt áp lực trong công việc. Một yếu tố không thể thiếu trong sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu chính là các mối quan hệ xã giao. Tháng này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp, bạn bè hay đối tác. Những người này sẽ giúp bạn vượt qua những tình huống khó khăn, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm quý báu để bạn có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tuy nhiên, đừng quên rằng sự hỗ trợ của những người xung quanh chỉ có giá trị khi bạn biết cách giao tiếp và tạo dựng những mối quan hệ đáng tin cậy. Đừng ngần ngại mở lòng và chia sẻ khó khăn của mình, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ những người thân cận. Mặc dù có những yếu tố tích cực, nhưng sự tác động của Nguyệt Lệnh Lâm Suy cũng sẽ mang đến những thách thức về mặt tinh thần cho người tuổi Quý Sửu. Bạn có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng và áp lực, sợ rằng mình sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những cảm giác này là điều dễ hiểu khi bạn đối diện với công việc quan trọng, nhưng thay vì ôm đồm mọi thứ vào bản thân, hãy học cách chia sẻ cảm xúc với người thân hay đồng nghiệp. Khi bạn biết cách thảo luận và chia sẻ gánh nặng, những giải pháp sẽ nhanh chóng đến với bạn. Điều quan trọng là không để nỗi sợ và lo âu làm giảm đi hiệu quả công việc của bạn. Trong suốt tháng này, sự kết hợp của các yếu tố thuận lợi trong công việc cùng những mối quan hệ xã hội vững mạnh sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Hãy luôn tự tin vào khả năng của mình, bởi đây chính là thời điểm vàng để bạn tiến gần hơn đến mục tiêu nghề nghiệp mà mình đã đặt ra.
Những thành công bạn đạt được trong tháng này sẽ là bước đệm vững chắc cho những dự định tương lai, giúp bạn củng cố vị thế trong công việc và xây dựng mối quan hệ vững chắc với những người quan trọng. Phương diện tài lộc của người tuổi Quý Sửu. Trong tháng này, tài lộc của người tuổi Quý Sửu có những dấu hiệu phát triển tích cực, mang đến nhiều cơ hội và niềm vui bất ngờ. Cục diện Tý Sửu nhị hợp không chỉ thúc đẩy sự nghiệp mà còn đem lại những cơ hội tài chính rộng mở. Những đối tác, khách hàng tiềm năng sẽ xuất hiện và hỗ trợ bạn trong việc mở rộng cơ hội kinh doanh hoặc phát triển công việc. Bạn sẽ nhận thấy công việc của mình tiến triển suôn sẻ hơn, thu nhập ổn định và có thể vượt qua kỳ vọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn tự tin phát huy thế mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực mà bạn đã có kinh nghiệm và đam mê. Những khó khăn và thử thách trong công việc sẽ không thể làm bạn chùn bước, bởi mỗi trở ngại sẽ giúp bạn nhận ra điểm mạnh của bản thân. Tất cả những khó khăn, thử thách đều là cơ hội để bạn học hỏi và tìm ra hướng đi mới. Bạn sẽ biết cách khai thác tối đa năng lực của mình và biến những vấn đề tưởng chừng không thể giải quyết thành những thành tựu đáng tự hào. Hãy luôn kiên định và tự tin vào lựa chọn của mình, bởi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Với những người làm công ăn lương, tháng này bạn sẽ nhận được các khoản thưởng nóng từ cấp trên nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khoản tiền này không chỉ giúp bạn cải thiện tài chính mà còn tạo thêm động lực để bạn phấn đấu hơn nữa trong công việc. Những khoản thưởng này sẽ giúp bạn chi tiêu thoải mái mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Bên cạnh đó, bạn có thể tận dụng thời gian này để đầu tư vào các kế hoạch tài chính dài hạn, chuẩn bị cho tương lai vững chắc hơn. Nếu bạn muốn cải thiện mức sống, việc tìm thêm công việc làm thêm là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào các công việc ngoài giờ, bạn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng về các cơ hội, đảm bảo rằng đó là công việc phù hợp với năng lực và sở thích của mình. Đừng vội vàng nhận lời mà không tìm hiểu kỹ thông tin, điều này có thể giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng và tìm kiếm công việc có thể mang lại thu nhập ổn định và lâu dài. Nếu có ý định đầu tư vào những lĩnh vực chưa quen thuộc, bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm. Lời khuyên của họ sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro ban đầu và tìm ra hướng đi đúng đắn. Khi bạn có sự chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn rằng con đường tài chính của bạn sẽ ngày càng rộng mở và đầy hứa hẹn. Những cơ hội này sẽ là nền tảng để bạn xây dựng một cuộc sống tài chính ổn định và phát triển lâu dài. Tóm lại, tài lộc của người tuổi Quý Sửu trong tháng này rất thuận lợi, với những cơ hội đáng mừng. Nếu biết cách tận dụng và làm việc chăm chỉ, bạn có thể cải thiện tình hình tài chính, đạt được những bước tiến đáng kể trong công việc và mở rộng các cơ hội làm ăn. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và không ngừng cố gắng, bạn sẽ thấy những thành quả ngọt ngào đang chờ đón. Tôi sẽ giúp bạn biên tập lại mỗi phương diện theo yêu cầu, chi tiết, sâu sắc và giàu cảm xúc. Dưới đây là phiên bản được biên tập lại của các phương diện tình cảm, gia đạo và sức khỏe cho người tuổi Quý Sửu trong tháng 11 năm 2024 âm lịch. Phương diện tình cảm, gia đạo. Trong tháng 11 năm 2024 âm lịch, người tuổi Quý Sửu sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trên phương diện tình cảm. Cục diện nhị hợp kết hợp với sao Bách Diệt chủ đào hoa tạo ra một không gian đầy cơ hội và hứa hẹn cho những ai còn độc thân. Mối quan hệ xã giao của bạn mở rộng, giúp bạn gặp gỡ và kết nối với những người khác giới. Điều này không chỉ là cơ hội để bạn tạo dựng tình bạn mới mà còn có thể dẫn đến những mối quan hệ tình cảm thú vị. Những cuộc trò chuyện cởi mở, chân thành sẽ là chìa khóa giúp bạn thu hút những người có cùng tần số và cùng quan điểm. Trong các cuộc giao tiếp này, đừng ngại bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ thật sự của bản thân, vì đó chính là cách bạn thể hiện bản chất của mình và tạo nên sự kết nối đích thực. Với những người đã có đôi, tình cảm giữa bạn và người ấy sẽ càng thêm gắn bó, nồng ấm. Tháng này, sự gần gũi và hiểu biết lẫn nhau sẽ được củng cố khi cả hai đều dành thời gian để chia sẻ những suy tư, cảm xúc. Bạn và người ấy thường xuyên trao đổi, thảo luận về những vấn đề trong cuộc sống, từ công việc đến những khúc mắc nhỏ trong gia đình. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy an tâm mà còn tạo nên sự gắn kết vững chắc, giúp vượt qua những thử thách mà cả hai có thể gặp phải. Nếu có những lo lắng hay sự băn khoăn, đừng ngần ngại tâm sự với người ấy. Họ sẽ là người luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích, giúp bạn vượt qua mọi nỗi lo. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, do ảnh hưởng của sao Bách Diệt, trong tháng này, bạn sẽ gặp phải nhiều người khác giới hơn.
Mặc dù đây là cơ hội tốt để kết giao bạn bè mới, nhưng bạn cần thận trọng trong cách cư xử, đặc biệt là giữ khoảng cách với những người mới quen. Những mối quan hệ này nếu không được quản lý khéo léo có thể dẫn đến những hiểu lầm và tin đồn không hay. Những lời đàm tiếu có thể gây tổn hại đến danh dự cá nhân và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vì vậy, hãy luôn giữ một thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc và rõ ràng trong các mối quan hệ. Phương diện sức khỏe. Trong tháng 11 năm 2024 âm lịch, người tuổi Quý Sửu cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Dưới sự ảnh hưởng của cục duyên nguyệt lệnh lâm suy, bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, nhất là khi công việc và các trách nhiệm đè nặng lên vai. Tháng này, có thể bạn sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn khi kỳ vọng từ bản thân và từ những người xung quanh ngày càng cao. Điều này khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Cảm giác này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, hãy biết lắng nghe cơ thể và không để mình bị cuốn vào dòng xoáy công việc mà quên đi những nhu cầu cơ bản của bản thân. Dù bạn có bận rộn đến đâu, đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Hãy cho phép mình một khoảng thời gian ngắn trong ngày để thư giãn, hít thở không khí trong lành hoặc tham gia các hoạt động giúp bạn giải tỏa căng thẳng. Những buổi đi dạo ngoài trời, những lần ngồi lại với bạn bè, người thân để trò chuyện sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng và cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Đôi khi, một buổi tâm sự cũng có thể giúp bạn tháo gỡ những khúc mắc trong đầu, giảm bớt lo âu và mang lại sự thư thái cho tâm hồn. Nếu cảm thấy quá mệt mỏi hoặc gặp phải khó khăn trong công việc, đừng ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân. Việc chia sẻ khó khăn không chỉ giúp bạn giảm bớt áp lực mà còn giúp bạn nhận ra những góc nhìn khác để tìm ra giải pháp phù hợp. Sức khỏe không chỉ là vấn đề thể chất mà còn liên quan đến trạng thái tinh thần. Vì vậy, đừng để công việc và lo âu chiếm hết tâm trí của bạn. Hãy chăm sóc bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần để có thể vượt qua tháng này một cách suôn sẻ và khỏe mạnh. Tiếp theo, tử vi từng tuần tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, sự nghiệp rực rỡ, đối diện thử thách. Bước sang tuần mới, tuổi Quý Sửu có cơ hội tỏa sáng trong công việc. Đây chính là thời điểm để bạn nhận ra những điểm mạnh của bản thân và tập trung phát huy chúng. Với năng lực tiềm ẩn, bạn có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ trong mắt đồng nghiệp, thậm chí có thể thăng tiến hoặc giành lấy vị trí quan trọng mà bạn mong muốn. Tuy nhiên, phía sau thành công luôn có những thử thách đợi chờ. Sự xuất hiện của thiên ấn mang đến những cơ hội tốt, nhưng cũng đồng thời cảnh báo bạn cần thận trọng vì hiểm nguy có thể đến từ những kẻ tiềm ẩn xung quanh. Tâm lý của tuổi Quý Sửu trong tuần này có thể bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích, biện minh cho những hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt trong tình cảm, cảm xúc của bạn có thể bị dao động mạnh mẽ, dễ dàng ảnh hưởng đến mối quan hệ với người yêu hoặc đối tác. Hãy kiên nhẫn và bình tĩnh giải quyết những khúc mắc, vì mỗi thử thách đều có thể là cơ hội để bạn trưởng thành hơn. Tài lộc của tuổi Quý Sửu trong tuần này khá ổn định, với những nguồn thu bền vững. Tuy nhiên, cần thận trọng trong các quyết định đầu tư hoặc chi tiêu, tránh những khoản chi tiêu không cần thiết. Chỉ số trong tuần. Sự nghiệp 4 sao, bạn có cơ hội tỏa sáng, nhưng cũng cần kiên nhẫn đối mặt với thử thách. Tài lộc 5 sao, được hỗ trợ tốt trong tài chính, nhưng đừng quên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý. Sức khỏe 4 sao, tình hình sức khỏe ổn định, nhưng cần tránh căng thẳng. Tình cảm 5 sao, cảm xúc có thể thay đổi, đừng để điều này làm tổn hại mối quan hệ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Con số may mắn 5, 8, 63, 34, 08, nam, 7, 24, 36, 57, nữ. Tử vi tuần 2, khám phá tiềm năng và hẹn hò thú vị. Tuần này, tuổi Quý Sửu sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong các mối quan hệ. Đối với những người còn độc thân, có thể một người mà bạn không ngờ tới sẽ bày tỏ sự quan tâm và để ý bạn từ lâu. Đây là dấu hiệu cho thấy tình yêu có thể sẽ đến với bạn theo cách bất ngờ và đầy thú vị. Cũng trong tuần này, công việc của bạn tiếp tục khởi sắc. Bạn sẽ ghi điểm mạnh mẽ với khách hàng tiềm năng nhờ vào sự tự tin và khả năng thể hiện bản thân một cách ấn tượng.
bạn không ngần ngại thử thách và luôn tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển. Tài chính là điểm sáng trong tuần này. Những kế hoạch đầu tư mà bạn đã chuẩn bị từ trước có thể bắt đầu mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, đừng vội vàng đưa ra những quyết định lớn mà không tham khảo ý kiến của những chuyên gia tài chính. Một chút sự thận trọng trong chi tiêu và đầu tư có thể giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Về sức khỏe, bạn sẽ cảm thấy đầy năng lượng và muốn chăm sóc bản thân nhiều hơn. Bạn có thể thử nghiệm những phong cách mới, thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện để cảm thấy khỏe mạnh hơn. Đừng ngại thử sức với những bài tập yoga hay cardio đơn giản để nâng cao sức khỏe và giữ gìn vóc dáng. Chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, công việc thành công, bạn tạo được ấn tượng mạnh. Tài lộc 4 sao, cẩn trọng khi đầu tư, nhưng tài chính vững chắc. Sức khỏe 5 sao, bạn tràn đầy năng lượng và chăm sóc bản thân tốt. Tình cảm 5 sao, tình yêu rực rỡ, có thể gặp người đặc biệt. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Con số may mắn 5, 50, 09, 83, nam 1, 18, 87, 35, nữ. Tử vi tuần 3 lan tỏa năng lượng tích cực và tài chính khởi sắc. Tuần này, tuổi Quý Sửu sẽ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong bản thân. Bạn tỏa ra năng lượng tích cực và sự tự tin. Điều này không chỉ giúp bạn giải quyết công việc một cách thuận lợi mà còn khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và yêu quý bạn hơn. Mối quan hệ xã hội của bạn trở nên tốt đẹp, tình yêu cũng như các mối quan hệ bạn bè phát triển mạnh mẽ. Những sự thay đổi trong cách tiếp cận cuộc sống giúp bạn trở nên quyến rũ và đặc biệt hơn bao giờ hết. Tài chính của tuổi Quý Sửu cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Những khoản đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời, giúp bạn có thêm nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý đến những khoản chi tiêu nhỏ, ví dụ như các buổi cà phê với bạn bè hay mua sắm các món đồ giảm giá. Những chi phí này nếu không kiểm soát sẽ dễ dàng gây hao hụt tài chính. Về sức khỏe, bạn có thể cảm thấy muốn cải thiện chế độ ăn uống và thói quen tập luyện. Đây là thời điểm tốt để bắt đầu các hoạt động thể dục như cardio hoặc yoga để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, bạn tỏa sáng trong công việc, giải quyết mọi nhiệm vụ dễ dàng. Tài lộc 5 sao, tài chính khởi sắc, các khoản đầu tư có lợi. Sức khỏe 4 sao, duy trì lối sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe tốt. Tình cảm 4 sao, các mối quan hệ tốt đẹp, tình yêu nở rộ. Màu sắc cát tường, vàng, xanh. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Con số may mắn 2, 79, 20, 93, nam 4, 33, 53, 10, nữ. Tử vi tuần 4, cẩn trọng trong công việc và sức khỏe. Tuần này, tuổi Quý Sửu có thể sẽ gặp một số khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, thay vì che giấu cảm xúc và lo lắng một mình, hãy thẳng thắn chia sẻ với đồng nghiệp hoặc cấp trên để giảm bớt những căng thẳng. Chính vì vậy, việc báo cáo trung thực và rõ ràng là vô cùng quan trọng. Đôi khi, sự an toàn và sự bình tĩnh sẽ là lựa chọn tốt hơn là sự mạo hiểm. Về tài chính, bạn có thể đối mặt với một số chi phí bất ngờ, nhưng nếu bạn đã có kế hoạch từ trước, mọi việc sẽ dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các tác động tiêu cực từ người khác, đặc biệt là những người hay nói xấu hoặc tìm cách làm bạn mất tập trung. Sức khỏe của bạn có thể gặp một chút vấn đề, đặc biệt là khi bạn cảm thấy mệt mỏi do công việc hay các vấn đề cá nhân. Lúc này, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và tránh xa những yếu tố có thể gây căng thẳng. Chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, công việc có thử thách, nhưng bạn vẫn có thể vượt qua. Tài lộc 4 sao, tài chính ổn định, nhưng đừng chi tiêu quá mức. Sức khỏe 3 sao, cần chú ý nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Tình cảm 3 sao, tình cảm có thể gặp khó khăn, cần kiên nhẫn. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp anh chị tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch,
Gặp sao Thái Bạch trong năm ít nhiều tiền bạc cũng hao tán. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Trong năm gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc thực phẩm. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Đau ốm, bệnh giặc khó tránh, tuy nhiên thành tâm làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi. Xem tử vi 2024 tuổi Ất Sửu nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Sửu 2024, năm con rồng lửa, tuổi Ất Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Có thể sẽ gặp nhiều tai nạn, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, có người tới cầu cạnh nhân duyên. Quá giải vận hạn. Quá giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ quá sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là các tinh, thường đem lại cho nữ giới sự hài hòa, vui vẻ, công việc hễ gặp khó có quý nhân giúp sức, tiền bạc tán rồi lại tụ, túi tiền vẫn khá rủng rỉnh dù phải tiêu hao nhiều. Trong năm có lộc kinh doanh, buôn bán, nhất là về bất động sản. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo trong năm, nữ mạng Ất Sửu nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Xem tử vi 2024 tuổi Ất Sửu nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Sửu 2024, sang năm con rồng, tuổi Ất Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Có thể sẽ gặp nhiều tai nạn, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, có người tới cầu cạnh nhân duyên. Quá giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận,
tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trong tháng 11 năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.